Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược, sâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vì có vì ho đan, ngại chi ho gió ho khan. Vì có vì ho đan, ngại chi viêm họng khan tiếng. Vì có vì ho đan, hỗ trợ bổ phế giảm đờm. Siro vi ho đan với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khan tiếng. Dược phẩm trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lúc đang vội chẳng có thời gian là quần áo, thế nên mình cần comfort chống nhăn mới, chống nhăn hiệu quả cho áo quần giặt máy, để mình trông thật tuyệt trong mọi hoàn cảnh. Comfort chống nhăn mới Futurecup Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa. Khương Thảo Đan nay đã có chai lớn 120 viên, tiết kiệm lên đến 82.000 đồng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Minh Thông Vương Niu, sản phẩm của dự án thuộc chương trình quốc gia số CNC02DAPT13, dùng cho người huyết áp cao, mỡ máu cao, tim mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ sơ vữa động mạch, hỗ trợ giảm đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, tê bì nhức mỏi chân tay. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có Tâm Bình dùng này, đỡ đau xương sức khỏe dẻo dai. Thời tiết thay đổi thất thường, toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời, đã có đầy Tâm Bình yêu thương. Viên khớp Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng cường lưu thông khí huyết. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình. Đứng lại. Viên nang đông trùng hạ thảo Banica với thành phần chính bột nấm, đông trùng hạ thảo kết hợp chiết xuất với nấm men, cao linh chi, cao hoàng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ bổ thận, hỗ trợ làm giảm lão hóa cho cơ thể. Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình, tôi yên tâm với công việc của mình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tôi không để hóa chất độc hại đến gần cây trồng và cả bé yêu ở nhà. Cứ để anh. Vì vậy tôi chọn Sun Life thiên nhiên, an toàn hai lần, không phẩm màu, không paraben, sạch dầu mỡ, lại còn an toàn. Sun Life thiên nhiên, an toàn hai lần.